Từ nhỏ đến giờ ba nói là thôi đừng có lấy chồng bộ đội nữa, lấy chồng bộ đội cực lắm. Vậy à? Nhìn noi gương mẹ, thôi đừng có lấy nữa. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Rồi. Xin chào bạn gái bên kia hàng Mùng Tơi và xin chào các khán giả có trong mặt trong trường quay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Cao Bum. Năm nay 29 tuổi, cấp bậc thượng úy. Hiện tôi đang công tác ở Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Em hiện đang ở Biên Hòa. Biên Hòa ha. Mời nhà gái nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia và toàn thể mọi người ở đây. Con tên là Lê Thùy Dung, hiện đang làm kế toán tại trường mầm non, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dung bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 27. Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, ở đây Biên Hòa thì cũng gần. Cũng gần đúng không? Đúng ở rồi, giữa. Đi cũng thuận lợi lắm. Nhà trai cho nhà gái biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Cái điểm mạnh của em thì theo như anh em bạn bè trong đơn vị nhận xét, vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Được, tức là không ngủ ngáy. Không ngủ ngáy hả? Cũng, sao em biết? Người khác em ngủ trưa. Vâng, em ngủ trưa. Lớn lớn nhiều khi ngáy dữ lắm á. Rồi, sao nữa? À, đó là điểm mạnh đó hả? Vâng, vâng. Vậy là mấy ông nào điểm yếu là ngủ ngáy là yếu lắm á. Em thì không thù dai. Không thù dai. Vâng, chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua hết. Chỉ có thù giặc thôi. Vâng. Thì thoảng cũng để bụng tí. Để bụng tí. Có quyển sổ để ghi lại thôi. À, trời ơi. Không có thù dai mà để ghi sổ thôi hả? Vâng, thì mình đỡ phải nhớ. Còn gì nữa? Điểm yếu thì em hơi trầm tính. Có người nhận xét là cũng hơi kỹ tính một chút ạ. Mình nói về cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Dạ, điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điểm yếu là trước đám đông lại hơi căng thẳng á. Bị căng thẳng đúng không? Bị rung đúng không? Dạ. Với lại nó nhỏ quá, tôi qua tôi nghe chứ coi bên đàn trai không nghe được gì chứ á. Sao kỳ vậy? Trời, con gái. Dạ. Thoải mái lên nào. Với lại là hay suy nghĩ á. Hay suy nghĩ ha, suy nghĩ về gì? Suy nghĩ hay là suy diễn? Có một chuyện nó xảy ra thì mình suy nghĩ nhưng mà lại nhiều khi đôi khi nó hơi quá. Cái vấn đề nó không có như vậy trầm trọng như vậy. Dạ, nhưng mà mình lại cứ đúng tưởng rồi, mình tượng nghĩ ra cho nó quá lên như vậy là nó sẽ lập rơi vào suy diễn đó. Mấy cái chính là như vậy ạ. Còn mấy cái nhỏ nhỏ thì điểm yếu đó là đúng là điểm yếu đó. Rồi mình có năng khiếu gì không? Dạ, cũng biết nấu ăn với lại là cũng thích làm bánh. Làm bánh, bánh gì? Dạ, giả sử như là dạ đây bánh bông lan. Mình nhìn là mình nghi rồi, mình nghi là bạn này làm rồi đó. Còn dạ đó. Bánh bông lan rồi hoặc là bánh trung thu, các loại bánh. Mày mốt làm bánh bán, mở tiệm bánh cũng được. Dạ. Bây giờ mình có thích văn nghệ không? Sẵn đây thì con cũng xin hát một đoạn thôi ạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời, mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Dạ, em xin hát ạ. Sao bạn Nam? Tưởng tượng cái giọng anh như thế nào? Anh là giọng rất là trong trẻo và hay ạ. Em chào chị cưng. Ạ. Ừ. Em nói cho bà mới biết là em có mấy mối tình. Em thì mới trải qua một mối tình kéo dài gần 3 năm. Chia tay vì hồi em học ở xa, thành ra là tình cảm nó cũng dần dần nó vơi theo cánh thư. Nên là sao mà cách lòng đúng không? Vâng, sao mà cách lòng đấy. Bên đằng nhà gái có mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức là có 2 mối tình. Chính thức thôi hả? Dạ. Còn không chính thức là mấy? Dạ không, nó chỉ ở mức tìm hiểu thôi thì chắc không tính đâu ạ. Mối tình dài là được mấy năm? Dạ, được gần 1 năm. Cái thời điểm đó công việc cũng đang bấp bênh. Mà cái thời gian gặp nhau nó cũng không nhiều. Rồi đôi khi cảm giác như là hai người không thể hiểu được cho nhau. Rồi. Nên là nó có ghen đến không đâu. Nè, bây giờ cô hỏi có ghen không? Dạ, thực chất là ai cũng ghen hết á. Nhưng mà cô ở mức vừa phải thôi. Vừa phải thôi phải không? Dạ. Em nhưng mà gia đình em có cho lấy chồng bộ đội không? Bởi vì biết lấy chồng bộ đội là chúng ta phải hy sinh về cá nhân của mình rất là nhiều luôn á. Dạ, thực chất là ba em cũng là bộ đội. Dạ, bây giờ ba về hưu rồi. Rồi ba có dặn gì khi lấy chồng bộ đội gì không con?
từ nhỏ đến giờ ba nói là thôi đừng có lấy chồng bộ đội nữa, lấy chồng bộ đội cực lắm. Vậy à? nhìn noi gương mẹ thôi đừng có lấy nữa. Ừ, nhưng mà tại sao con lại vẫn quyết định lấy chồng bộ đội? Dạ thì cảm giác như là bộ đội thì chín chắn hơn, những lúc mà xa thì không nói nhưng mà những lúc gần thì người ta sẽ bù đắp cho mình những cái lúc mà mình thiếu hụt tình cảm. Vậy con quyết lấy chồng bộ đội ha. Dạ. Đó. Rồi con diễn tả cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào? Cao trên 1m7 á. Em cao 1m69.5. 69.5 rồi. Dạ được luôn. Mang quá được luôn. Dạ, quá được luôn. Dạ. Không hỏi. Không hỏi. Yên tâm. Vô số kể. Yên tâm. Từ này nó nhạy cảm quá. Cái gì nhạy cảm? Ông không được bị hói đâu mà ông nhạy cảm. Có những người hơi hói đó. Nói chung mấy người hói có tài lắm ạ. Anh hơn em. Rồi sao nữa nè? Không hô. Không hô. Dạ. Da ngâm. Da ngâm luôn. Quá ngâm luôn. Ừ. Rồi bây giờ đó bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Thì ngang vai, tóc ngang vai. Ngang vai mà. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Bởi vì chúng em thực ra mà nói là bộ đội thì thời gian nó hơi eo hẹp một chút. Thì nếu mà công việc thì chúng em phải báo động là phải đi ngay. Nói chung vợ đang đẻ báo động cũng phải chạy đúng không? Trường hợp đấy thì lại được đặt cách ưu tiên thì vẫn chẳng hạn vợ đẻ thì vẫn có thể gọi là đơn vị tạo điều kiện được. Nói về để cho đàn gái hình dung được là bộ đội cũng vất vả lắm. Lo gì, bố của người ta là bộ đội mà. Thì đó. Nhìn mẹ là biết rồi, thì suốt thời gian đó là biết rồi. Mới khuyên không con nên lấy chồng bộ đội đó. Thì đó, nhưng mà vẫn lấy bởi vì sao thần tượng bố. Cho nên là em yên tâm là tất cả những gì thuộc về bộ đội là cô này cô đã nắm hết rồi. Vấn đề ở đây là cái điều mà em nói ra đó ha, là chị thấy bên đây cũng phải 80% rồi. Thông cảm cho bộ đội là chắc chắn là thông cảm rồi. Em không thích điều gì ở bạn gái? Thiếu tâm lý một tí, không tinh tế. Và đặc biệt là không thủy chung. Có thủy chung không nè? Dạ thủy chung chứ. Thủy chung son sắc đúng không? Dạ. Rồi có thực tế không? Tế ạ. Người sống có thực tế đừng có sống ảo á. À dạ thực tế. Ừ ha, không dạ. Ảo không ảo giác gì dạ, ha đúng dạ, không? Dạ. Lâu lâu ảo xíu cho nó khác biệt thôi ạ. Bạn gái không thích điều gì ở bạn trai? Keyboard. Mình có keyboard không nè? Chắc xíu xíu à, xíu à. Tiết kiệm hay và là tiết kiệm, gọi là tiết kiệm. Tiết kiệm đó à. Tiết kiệm chứ không phải là keyboard đúng không? À, gia trưởng. Có gia trưởng không? Em không. Ừ, không, không gia trưởng à. Nhìn mặt này không gia là... trưởng. Từng có em gái mưa, em gái nắng gì nhiều. Có mưa nắng gì không với em gái nào không? Dạ không. Mình là mấy mối tình? Em một. Một à. Bên đây ta hai mối tình. Mình mưa nắng hơn người ta nữa. Rồi, con gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với sếp của em, gia đình của em, chú và em gái với bạn ạ. Rồi, xin mời đại diện gia đình bằng thằng gái. Gia đình mới đi hùng hậu quá ha. Dạ, ba mẹ nói là phải đi cổ vũ với con gái mau lấy chồng. Xin chào Quyền Linh và Yên Chi Hồng Vân. Xin chào mọi người trong khán trường. Tôi là bố của cháu Thủy Dung. Cháu trai bên này tôi thấy rằng là đúng là một người lính chuẩn. Bởi vì bản thân tôi thì cũng tham gia quân đội là cũng 33 năm. Cũng mới về hưu được hơn năm nay. Nhìn thấy bộ đội tôi rất cảm tình. Tức là nói như bà xã hôm nay nếu mà lên mà gặp được cái bộ đội thì là bản thân là có đồng minh rồi đấy. Đồng minh rồi đấy. Thì đây là một cái cơ duyên. Thì cũng mong là sao là hai cháu tức là bấm nốt rồi tiếp tục tìm hiểu. Rồi tiến xa hơn nữa thì có cái ngày vui để rồi là báo cáo cùng với chương trình. Để xin hết. Rồi cảm ơn chú. Cảm ơn bố. Em trai đi với ai? Em đi với lại các thủ trưởng cho đơn vị và có chú và thím của em. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Xin chào gia đình bạn gái. Tôi tên là Đỗ Văn Bình, là chủ huy đơn vị chỗ đồng chí Bun công tác. Nói về đồng chí Bun ở đơn vị thì là một đồng chí luôn được thủ trưởng cấp trên cũng như đồng chí đồng đội tin tưởng, yêu quý. Và qua lời tâm sự cũng biết được hai bạn có vẻ cũng khá hợp nhau. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Về để nhận xét thêm thì xin... phép chú cho đồng chí Bun. Dạ, đã mời chú ạ. Chú quan sát thấy là cũng rất là tốt, tính nét như thế là cũng đạt. Thì chú mong là sau cái buổi gặp gỡ hôm nay ấy, thì các cháu tạo điều kiện nhiều hơn để tìm hiểu sâu hơn nữa, nếu mà tốt hơn là tiến tới một cái ngày vui nữa thì gần đây để cho đơn vị rồi thì gia đình sẽ có cái cuộc vui hơn. Dạ. Xin hết và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Ôi, nguyên cái máy bay luôn kìa. Thôi bây giờ cứ nhận cái này trước. Anh đã chuẩn bị từ khi biết được tin mình được tham gia vào mối hẹn hò. Dạ. Hơn 2 tuần.
đơn vị anh là hơn 100 con người chuẩn bị món quà này, gửi gắm rất nhiều hy vọng tặng đến em. Dạ, đây, em cảm ơn. Anh để đây cho em. Còn đây là món quà em tặng anh là ít bánh em làm thêm một cuốn sách để có gì anh đọc thời gian rảnh. Nó có tựa đề là mọi khoảnh khắc đều là quý giá. Hôm nay em gặp anh thì cũng là một khoảnh khắc quý giá mà em có. Thì trong đây em có ghi một ít là nhắn nhủ. Thì có gì mong anh sẽ đọc cuốn sách này và nghĩ đến em. Anh xin phép đọc luôn. Nắng kia là của mặt trời, còn anh là của ai rồi hay chưa? Mây kia là của hạt mưa, anh xem đã thích em chưa hay rồi? Dạ. Thì có nghĩa là câu đầu tiên thì chắc chắn là em có câu trả lời rồi. Còn à, câu thứ hai thì chắc để tương lai anh trả lời cho em. Rồi thôi hai đứa về đây ngồi tâm sự nè, nói chuyện với nhau nào. Hồi nãy em thấy anh nói là anh khó tính á, thì anh không biết anh khó tính ở cái vấn đề nào á. Anh không khó tính, anh chỉ kỹ tính thôi. Công việc của anh là làm bên kỹ thuật. Dạ. Thì nó cũng giống như cái toán của em ấy, là cũng phải tỉ mỉ chi tiết. Có một chút thì nó ảnh hưởng công việc, nó hơi kỹ tính, cũng hay để ý những cái chi tiết hơi nhỏ một xíu. Nhỏ là nhỏ như thế nào anh? Cái chuyện mà em hay suy diễn thì anh nghĩ là cái chuyện anh sẽ chấp nhận được. Hồi nãy anh có nói hơi xíu xíu keyboard ấy. Thì giả sử như đi chơi hay gì đi, thì anh nghĩ sao về vấn đề bên nào sẽ trả tiền hay là gì đó không? Đi chơi thì anh nghĩ là nên bên con trai trả tiền sẽ tốt hơn. Đằng nào thì mình cũng là người trưởng thành rồi, cái việc không nên so đo tính toán những cái chỗ đấy. Quan điểm của em về tình yêu, về cuộc sống sau này như thế nào? Nói chung là xây dựng tình cảm từ hai phía rồi cùng nhau cố gắng vun đắp. Không ai là hoàn hảo cả thì cũng sẽ có những lúc mà xảy ra cãi vã. Mong là sẽ là ngồi lại nói chuyện với nhau chứ không phải là kiểu như sẽ giữ cái một cái sự im lặng. Anh cũng không thích kiểu chiến tranh lạnh lắm. Dạ. Tốt nhất là mình nên bày tỏ như vậy thì tốt hơn. Vậy nếu mình mà tiến triển tốt thì em thấy đến bao giờ thì mình có thể tiến tới được hôn nhân? Em cũng không quan trọng thời gian. Nghĩa là hai bên tìm hiểu, đến một thời điểm mình cảm thấy cả hai thực sự cần nhau thì mình tới thôi. Vấn đề của hai bạn bây giờ là cái địa lý nè. Thì như em thì nếu đơn vị tạo điều kiện cho phép thì em sẽ đến chỗ bạn ấy thăm gia đình, xin phép cô chú là cho tìm hiểu. Nếu nhiều thì tuần được một lần, còn nếu ít thì tháng được khoảng 2 lần. Dạ. Rồi, bây giờ mình tiến tới cô gái, nắm tay cô gái để trao những cảm xúc nhìn thẳng vào mặt nhau. Thì em thì em biết âm nhạc hay âm nhạc cũng không biết em lắm. Rồi thực ra là trước khi em hát em mong mọi người đó, có bây giờ tới hát rồi đó. Có cà chua thì cất đi. Tiến tới đi. Em xin hát một đoạn trong bài Trái tim người chiến sĩ. Nào, nắm tay nào. Cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một túi lương khô, một tấm vải dù, một đôi dép cao su. Nhưng anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời. Vì anh có một trái tim, một trái tim. Xúc động quá. Vâng, thôi thì anh là anh có một trái tim trong sáng, thuần khiết và đẹp đẽ như lời bài hát ấy. Dạ. Anh nguyện ý trao cho em thì em hãy cho chúng ta cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Sau 3 tiếng đếm nha, bấm theo sự mách bảo của con tim. 3 2 1 Hết thời gian. Đồng điệu luôn á. Hai cái cặp luôn. Ê thiệt. Nắm tay nào, nắm tay nào. Đó. Hôm nay đến với chương trình được gặp bạn Dung là một điều rất là may mắn và cũng là xúc động trong lòng của cháu. Thì cháu cũng xin phép hai bác trước hết cho chúng cháu được làm quen tìm hiểu nhau. Cô chú với các anh tạo điều kiện cho hai đứa em tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ thì mình xin phép để mình được hôn cái nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái. Cháu xin chào chú, các anh, các mẹ em luôn. Thôi vui quá. Đây, hôm nay lấy quà của nhau. Hôm nay đơn vị mình thắng lợi quá cơ. Phát nào trúng phát đấy. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thật ngọt ngào, thật yêu thương nha. Chúc các bạn hạnh phúc.
Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn các bạn.